Hello, xin chào tất cả các bạn. Như đã nói ở video trước thì trong video ngày hôm nay mình sẽ trình bày với các bạn về đại từ nhân xưng trong tiếng Đức personal pronomen cũng như là chia động từ theo các ngôi trong tiếng Đức verb conjugation. Cũng giống như trong tất cả các ngôn ngữ khác thì chúng ta bao giờ cũng cần có đại từ nhân xưng để xưng danh tôi, bạn, chúng ta, anh ấy, cô ấy, vân vân. Trong tiếng Đức, chúng ta có ngôi thứ nhất là ich. Tôi. Ich. Tiếp theo, ngôi thứ hai của chúng ta là ngôi du. Bạn. Du. Du là ngôi thứ hai, là người đang đối thoại trực tiếp với chúng ta. Ngôi thứ ba, chúng ta sẽ có er. Anh ấy, sie, cô ấy, es, nó. Ba đại từ er, sie, es trong tiếng Đức còn được sử dụng làm đại từ thay thế để thế cho những danh từ trước nó. Do đặc điểm của tiếng Đức là các danh từ đều có giống, ba giống đực, cái và chung, cho nên khi sử dụng đại từ thay thế người ta cũng sử dụng ba ngôi này, chứ không phải giống như tiếng Anh là chỉ dùng một đại từ là it. Mà trong tiếng Đức khi sử dụng đại từ thay thế các bạn sẽ sử dụng theo giống của danh từ. Giống đực chúng ta sẽ có là er, giống cái sie, giống chung es. Tiếp theo trong bảng ngôi của các đại từ nhân xưng trong tiếng Đức, chúng ta sẽ có ngôi wir, chúng tôi hoặc chúng ta, wir. Nếu như ngôi du là ngôi bạn ở số ít thì chúng ta sẽ có số nhiều là ihr. Ihr. Các bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ có ngôi họ. Có nghĩa là số nhiều, ngôi thứ ba, số nhiều. Ngôi thứ ba số nhiều là gì? Gì? Chắc chắn là các bạn sẽ thấy ngôi gì cô ấy và ngôi gì họ viết giống hệt nhau. Và các bạn sẽ đặt ra câu hỏi là làm thế nào để các bạn biết được là khi nào thì là gì cô ấy và khi nào thì là gì họ, phải không? Lát nữa trong phần chia động từ thì mình sẽ giúp các bạn một cái mẹo nhỏ để có thể phân biệt được hai ngôi này khi các bạn làm bài tập ngữ pháp. Và cuối cùng là đại từ gì. Đại từ gì viết hoa, có nghĩa là ngôi ngài, thể lịch sự trong tiếng Đức. Đây cũng là một đại từ chỉ người đang đối thoại trực tiếp với chúng ta, tức là ngôi thứ hai. Nó có thể là số ít hoặc là số nhiều. Nghĩa là một người thì bạn cũng xưng là ngài, dì. Và nhiều người thì bạn cũng có thể xưng là ngài, các ngài, dì. Đây là điểm khác biệt so với tiếng Anh của tiếng Đức. Bởi vì trong tiếng Anh thì chúng ta biết là các bạn có ngôi you thôi. À, số ít hay số nhiều, lịch sự hay không lịch sự thì chúng ta cũng chỉ có một đại từ là you. Nhưng trong tiếng Đức thì chúng ta có ngôi thứ hai số ít là du, số nhiều là ihr, và thêm một thể lịch sự nữa cũng là ngôi thứ hai, nghĩa là gì. Lát nữa thì mình sẽ nói cho các bạn rõ hơn là khi nào để các bạn sử dụng ngôi du và khi nào để các bạn sử dụng ngôi gì nhé. Rồi bây giờ mình sẽ nhắc lại một lần nữa những ngôi mà chúng ta sử dụng là đại từ nhân xưng trong tiếng Đức. Chúng ta sẽ có là thứ nhất, ngôi ich, tôi. Thứ hai, du, bạn. Thứ ba, er, anh ấy. Thứ tư, sie, cô ấy. Thứ năm, es, nó. Thứ sáu, wir, chúng tôi, chúng ta. Thứ bảy, ihr, các bạn. Thứ tám, sie, họ. Thứ chín, sie, ngài. Bây giờ mình sẽ trình bày với các bạn là khi nào chúng ta sử dụng ngôi du và khi nào chúng ta sử dụng ngôi sie. Ngôi du có nghĩa là bạn.
ấy, tớ, con. Có nghĩa là khi mà chúng ta sang tiếng Việt thì phải tùy theo ngữ cảnh chúng ta mới có thể dịch được. À, tóm lại các bạn cần hiểu ngôi tru là ngôi thứ hai, số ít, chỉ người đang nói chuyện trực tiếp với các bạn. Khi nào chúng ta sử dụng ngôi tru? Khi mà các bạn ở trong những cái tình huống tham thoại với những người mà các bạn thân thiết. Có nghĩa là khi trong gia đình, chẳng hạn khi các bạn nói chuyện với ba mẹ của mình, nói chuyện với ông bà mình, nói chuyện với anh chị em họ hàng của mình, thì các bạn sẽ sử dụng ngôi tru, ich und du. Khi các bạn nói chuyện với bạn bè của mình, ví dụ như bạn học cùng lớp, thì các bạn sẽ sử dụng là ich und du. Khi các bạn nói chuyện với trẻ con dưới 14 tuổi ở Đức thì các bạn sẽ có thể sử dụng ngôi tru, mặc dù các bạn không hề biết đứa trẻ là ai. Và khi mà các bạn ở môi trường là sinh viên, ví dụ như khi các bạn vào một lớp đại học của mình, mặc dù các bạn chưa có quen các bạn này nhưng các bạn vẫn có thể chủ động sử dụng ngôi tru được. Như vậy chúng ta sẽ có 4 trường hợp sử dụng được ngôi tru, đó là trong gia đình, bạn bè, đối với trẻ con và khi các bạn nói chuyện với các bạn sinh viên. Còn khi nào chúng ta sẽ sử dụng ngôi gì? Ngôi gì các bạn sử dụng khi mà các bạn không biết người đang đối thoại với mình một cách rõ ràng, không thân thiết. Có nghĩa là trong phần lớn các tình huống giao tiếp mà là người lạ, ngoài 4 tình huống của ngôi tru thì còn lại các bạn sẽ xưng là gì hết. Ví dụ như khi các bạn đi mua sắm này, các bạn gặp người bán hàng này, các bạn sẽ gọi người bán hàng là gì và người bán hàng cũng sẽ phải gọi các bạn là gì. Hoặc là khi mà các bạn đến công sở làm việc này, bạn cũng sẽ gọi sếp của mình hoặc là gọi đồng nghiệp của mình là gì. Trừ khi mà người ta chủ động hoặc là người ta gợi ý là sẽ xưng ngôi tru thì chúng ta sẽ có thể xưng ngôi tru, nhưng nếu như mà không ai nói gì cả thì các bạn sẽ mặc định là chúng ta sẽ gọi nhau là gì. Người Đức phân biệt khá rõ là du và di, nó thể hiện đây là sự thân thiết giữa mối quan hệ của hai người. Nếu như các bạn chỉ là quan hệ với nhau trên bình diện công việc chẳng hạn, hoặc là chỉ là một người quen rất bình thường, thì các bạn sẽ chỉ gọi nhau là gì chứ không có chuyển sang gọi là tru. Trải qua một cái thời gian thân thiết hơn thì một trong hai người có thể đề nghị là ồ, bây giờ chúng ta sẽ xưng với nhau là ngô tru nhé, thì khi đó chúng ta có thể chuyển ngôi. Đây là một cái nét văn hóa của người Đức nên các bạn nên chú ý. Bây giờ mình sẽ chuyển sang phần chia động từ. Trong tiếng Đức thì nó hơi khó một chút xíu đối với người mới học, là bởi vì nó có hiện tượng các động từ là sẽ biến đổi đuôi theo ngôi. Ví dụ như các bạn có một động từ nguyên thể, mình sẽ lấy ví dụ ở đây là động từ machen, có nghĩa là làm. Machen, làm. Nhưng khi mà các bạn nói là tôi làm thì các bạn sẽ phải chia đuôi của động từ này theo chủ ngữ ich. Ví dụ như các bạn sẽ phải nói là ich mache. Ich mache. Đối với ngôi ich thì các bạn sẽ có quy định là đuôi của động từ sẽ là e ở hiện tại. Động từ nguyên thể là machen, chúng ta sẽ nói là ich mache. Động từ nguyên thể là sprechen, nói, chúng ta sẽ nói là tôi nói, ich spreche. Tiếp theo thì đối với ngôi tru các bạn sẽ có đuôi là st. Động từ machen chia ở ngôi tru sẽ là du machst. Du machst. Ngôi er, sie, es sẽ có đuôi là t. Er macht. Sie macht. Es macht. Đối với ngôi wir, có một mẹo nhỏ để cho các bạn dễ nhớ. Nếu như đúng ra thì chúng ta sẽ phải nói là đuôi en, nhưng để cho dễ thì các bạn có thể nhớ là nguyên thể. Tức là động từ nguyên thể là machen thì ngôi wir chúng ta cũng sẽ chia là wir machen. Ngôi ihr các bạn sẽ có đuôi là t. Chúng ta sẽ nói là ihr macht. Ihr macht. Ngôi sie họ và ngôi sie ngài cũng giống như ngôi wir, các bạn sẽ có đuôi en, có nghĩa chúng ta sẽ tạm nhớ với nhau là nguyên thể. Sie machen
sie machen. Rồi bây giờ mình sẽ nhắc lại một lần nữa. Với ví dụ là động từ machen, chúng ta sẽ có ich mache, du machst, er macht, sie macht, es macht, wir machen, ihr macht, sie machen, sie machen. Cách chia động từ là như sau. Ở hiện tại, khi các bạn có một động từ nguyên thể, các bạn sẽ bỏ đuôi en của động từ nguyên thể đi và các bạn đưa những cái đuôi theo quy định của các ngôi vào. Như mình đã nói ở trên thì ich sẽ có đuôi là e. Du est, er sie est, wir en, ihr t, sie sie en. Bây giờ mình sẽ cho các bạn một cái ví dụ và các bạn sẽ lấy giấy bút ra và các bạn tự động chia lại động từ này xem có đúng không nha. Mình sẽ cho các bạn động từ lieben. Lieben có nghĩa là yêu. Bây giờ các bạn sẽ dừng hình lại trong vòng 1 phút và các bạn thử viết ra giấy tất cả các đại từ nhân xưng và các bạn chia với động từ lieben. Sau đây thì mình sẽ cho các bạn đáp án và các bạn có thể so sánh là các bạn làm có đúng hay không. Rồi, bây giờ các bạn đã xong rồi đúng không? Chúng ta sẽ có là ich liebe, du liebst, er sie es liebt, wir lieben, ihr liebt, sie sie lieben. Các bạn làm đúng không? Mình tin là các bạn sẽ làm đúng bởi vì mình đã nói rất là chậm và rất là rõ ràng. Cũng không khó lắm phải không các bạn? Nhưng mà tất nhiên để mà nhớ được và luôn luôn chia đúng thì các bạn sẽ phải học và các bạn sẽ phải chia rất là nhiều động từ. Trong đoạn trước của video thì mình cũng có nói với các bạn là làm thế nào để phân biệt được ngôi gì cô ấy và ngôi gì họ trong khi làm bài tập đúng không? Hoặc là trong khi nói thì các bạn chú ý là mình sẽ căn cứ vào đuôi của động từ. Ví dụ như khi mà chúng ta nói là cô ấy thì chúng ta sẽ là sie macht. Động từ sẽ là đuôi t, sie macht. Còn khi mà các bạn sử dụng họ thì sẽ là sie machen. Khi các bạn làm bài tập ngữ pháp thì đây cũng chính là cách để các bạn phân biệt đâu là sie cô ấy và đâu là sie họ. Bởi vì hai ngôi này đều viết là s nhỏ trong câu, nên chúng ta sẽ phải căn cứ vào động từ, đuôi của động từ để chúng ta phân biệt được rõ hơn. Như vậy mình đã trình bày xong với các bạn về personal pronomen, đại từ nhân xưng trong tiếng Đức, cũng như là verb conjugation, chia đuôi động từ ở hiện tại. Hy vọng là các bạn thấy video này hữu ích và sẽ tiếp tục theo dõi các video của mình trong tương lai. Xin cảm ơn các bạn. Và trong video tiếp theo thì mình sẽ nói về tên nước và hướng dẫn cách phát âm cho các bạn mới học tiếng Đức và hướng dẫn cấu trúc nói tôi từ đâu tới, hỏi một người khác từ đâu tới và tôi sống ở đâu. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.